Chiều ngày 28 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị cho ý kiến vào dự thảo văn bản báo cáo trình hội nghị Ban Thường vụ huyện ủy lần thứ 60. Đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các đồng chí Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo các văn bản báo cáo như dự thảo báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 huyện Tân Lạc, dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của các cấp chính quyền và sự nỗ lực của người dân, tình hình kinh tế xã hội của huyện giữ ổn định và phát triển. Giá trị sản xuất trên địa bàn một số ngành chủ yếu ước đạt trên 10 tỷ 400 triệu đồng. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông, lâm thủy sản đạt trên 2 tỷ 735 triệu đồng. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt trên 3 tỷ 037 triệu đồng, đạt 99,88% kế hoạch. Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ ước đạt trên 3 tỷ 530 triệu đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2 tỷ 815 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 48 tỷ 947 triệu đồng. Thu nhập bình quân đạt 39,5 triệu đồng trên người trên năm. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục ổn định và phát triển. An sinh xã hội được thực hiện tốt, lĩnh vực quốc phòng, an ninh được giữ vững. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn và văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh các dự thảo, các văn bản, báo cáo để trình Ban Thường vụ huyện ủy. Các cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đối với những nội dung nào chưa hoàn thành thì cần có báo cáo giải trình rõ. Đặc biệt, cần nhấn mạnh làm rõ nét những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân để có giải pháp triển khai linh hoạt, hiệu quả trong năm 2024, nhất là một số nội dung chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024, như tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước, phát triển nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, cải cách hành chính.